Và bây giờ mình đang trên đường di chuyển đến phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Và giá cả căn nhà này ra sao, diện tích như thế nào, nội thất bên trong gồm có những gì và bên trong cây cấu kết cấu ra sao thì tất cả Kỳ Lân sẽ review. Thì ra là nếu như mà cái nhà nằm ở vị trí này á thì cũng là khá là sầm uất. Khu này là khu có thể nói là khu ăn chơi luôn á. Wow, quán karaoke nhìn rất là hoành tráng. Vâng, và bây giờ mình đã đến ngôi nhà. Nhà rất là rộng, cảm giác rất là thích. Đầu tiên là cái cảm nhận về cái độ rộng thì qua camera, qua màn hình thì khách đã thấy rất là rộng rồi, siêu rộng luôn. Từ từ Kỳ Lân sẽ vô trong cái nhà. Đây là một cái sân sân cỏ, theo Kỳ Lân cảm nhận được là chuẩn. Và khi quý khách đến xem thì sẽ được tư vấn kỹ hơn.